could be us. So back to what I was saying. Could be us. Tài tử Phú Đại Long suy sụp sau tuyên bố ly hôn vợ diễn viên. Phú Đại Long và vợ diễn viên Nhiêu Mẫn Lê thông báo kết thúc cuộc hôn nhân hơn 10 năm. Nam diễn viên buồn và suy sụp vì biến cố đời sống. Theo Sina, Phú Đại Long thông báo kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ với vợ diễn viên Nhiêu Mẫn Lê. Đây là lựa chọn của chúng tôi sau khi cân nhắc kỹ càng. Với chúng tôi, quá khứ là ký ức quý báu. Tương lai, chúng tôi sẽ chân thành chúc phúc cho nhau, tài tử chia sẻ. Theo nam diễn viên, anh và vợ chia tay trong hòa bình, không tranh chấp kiện tụng. Trước tò mò của dư luận về nguyên nhân đổ vỡ, Phú Đại Long từ chối phản hồi. Nam diễn viên bày tỏ nguyện vọng mong được mọi người tôn trọng sự riêng tư, không đào bới chuyện ly hôn. Bạn thân của tài tử 46 tuổi cho hay anh tỏ ra suy sụp khi hôn nhân đổ vỡ. Trước đó, nam diễn viên nỗ lực cứu vãn mối quan hệ với vợ song không có kết quả. Cả hai thực tế đã ly thân từ năm 2016. Vì áp lực từ gia đình hai bên nên họ không muốn công bố. Không có con chung sau nhiều năm là một trong những lý do chính khiến vợ chồng diễn viên đường ai nấy đi, nguồn tin thân cận cho hay. Về phía Nhiêu Mẫn Lê, vợ cũ của nam diễn viên cũng giữ động thái im lặng kể từ sau tuyên bố ly hôn. Cặp đôi diễn viên hẹn hò từ năm 2008 qua lời mai mối của một người bạn là chuyên gia trang điểm. Dù Mẫn Lê nhỏ hơn chồng cũ 8 tuổi, cô tỏ ra chững chạc. Họ chính thức tiến tới hôn nhân vào năm 2010. Dù kín tiếng nhưng cả hai được đồng nghiệp trong showbiz ngưỡng mộ vì sự bình dị, luôn lo nghĩ cho đối phương. Phú Đại Long sinh năm 1976, là diễn viên thực lực hàng đầu tại Trung Quốc. Nam diễn viên có thâm niên hơn 30 năm đóng phim. Anh ghi dấu ấn qua các dự án ăn khách như Địch Nhân Kiệt, Đại Tần Đế Quốc Tung Hoành, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Chim Nhạn Bay Về, Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên. Anh từng đoạt giải nam diễn viên xuất sắc tại Kim Kê nhờ phim Thiên Cẩu. Nhiêu Mẫn Lê từng là diễn viên phim truyền hình được săn đón. Các tác phẩm nổi bật của cô có Trinh Quang Trường Ca, Tân Ngọc Quan Âm, Tỷ Muội Làm Tân Nương, Tôi Muốn Một Gia Đình, Chờ Đợi Gió Xuân.